Mưa xuất hiện trong giai đoạn này sẽ bổ sung một lượng nước cho các hồ chứa thủy điện và từ đó cũng góp phần làm giảm áp lực về cung ứng điện. Cũng từ ngày mai 13 tháng 6 thì dự kiến lưới điện của miền Bắc sẽ được bổ sung thêm 20 triệu kWh mỗi ngày. Đó là nhờ việc hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành sau khi hoàn thành công tác sửa chữa sự cố, từ đó sẽ cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc. Hiện tại thì các hồ thủy điện cũng đã có những cải thiện Cùng Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương cho biết các hồ chứa ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ đã vượt qua mực nước chết nhưng hiện vẫn ở mực nước rất thấp. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cảnh báo một số website giả mạo thông tin lịch cắt điện gây hoang mang khách hàng như đang hiện trên màn hình. Ví dụ như là website lịch cắt điện.com được mô tả là công cụ tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện ở các tỉnh thành phố, thế nhưng không có thông tin đơn vị quản lý hay là giấy phép hoạt động Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng khuyến cáo chỉ sở hữu website địa chỉ là npc.com.vn. Ngoài ra thì khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website Trung tâm chăm sóc khách hàng có địa chỉ như đang hiện trên màn hình.